Kính thưa quý vị, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và bây giờ đã đến giờ dùng tiệc. Mời quý vị chúng ta hãy cùng chung vui dự tiệc và cùng thưởng thức trọn vẹn chương trình ca nhạc trong buổi chiều tối ngày hôm nay với sự tham gia góp mặt của những liền anh nghệ sĩ con họ và các ca sĩ khách mời. Và ngay bây giờ, một giọng ca mình đương tin chắc sẽ làm quý vị rất bất ngờ. Phần trình diễn có thể nói hứa hẹn rất nhiều điều đặc sắc và thú vị. Qua tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền sẽ dành tặng cho quý vị một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lệ Giang, bài hát Đất Nước Tình Yêu. Xin mời quý vị cùng dành một tràng một tay thật lớn, thật nồng nhiệt đón chào tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền. Kính thưa quý vị khách quý, lời đầu tiên cho phép Thu Hiền xin được trân trọng gửi tới quý vị một lời chào thân thương và đặc biệt là xin được gửi tới cô dâu và chú rể những lời chúc tốt đẹp nhất. Và cho phép Thu Hiền xin được trân trọng gửi tặng tới quý vị và cùng chào đón với quý vị đã về với gia đình trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng dự bữa tiệc thân mật và với một sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang, bài hát Đất Nước Tình Yêu. Trân trọng gửi tặng tới quý vị và đây cũng như lời chào đón chân thành nhất từ phía gia đình. Cảm ơn quý vị đã bước chút thời gian và Ngọc cùng đến dự bữa tiệc thân mật chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đất Nước Tình Yêu. Thu Hiền xin được trân trọng gửi tặng tới quý vị bài hát này. Vườn cây đầy hoa trái khi ơi...